dính Google nữa rồi. Chào mọi người nha. Nay mình tính đi câu cá rảnh mấy bạn. Trộm cám sẵn hết trơn. Mua ổ bánh mì. Rồi mình tính đem ra câu cá rảnh để test hai cái cần tre mình mới làm mấy bạn. Một cái cần là đọt tầm vong, một cần là đọt tre các bạn. Thử coi nào nó im. Nhảnh rảnh cái mình chế chơi. Thấy ông kia ông chế, ông làm bằng cái cây tre mà móng lát mà cảm giác như ông đá lắm. Nên mình chế chơi, ổng thì phân tay, mình thì làm máy bằng máy các bạn. Cho nó khỏe chứ phân tay nó lâu lắc lắm. Tính em câu cá rảnh à, sao thấy mình còn cua sữa nè. Còn cua sữa thôi ngâm tôm đi. Tôm nó cũng sướng chứ không phải không sướng, dễ ăn à. Hết cua sữa thì mình chuyển sang mình câu cá rảnh. Ra cái nghe mấy ông giả già nói bữa nay nước gông là nước ương các bạn, là nước nó chảy yếu xìu à, cá bữa nay nó không ăn cũng ác đạn thiệt. Đi ngay thôi, đi test cần ngay nước gông. Nước này chỉ có câu tôm là ngon thôi nghe các bạn, chứ câu cá nó không ăn, nước chảy yếu xìu à. Đó là hai cần của mình chắc không, chắc lự luôn không. Quá dữ không, dính con tôm càng mấy bạn thấy thấy sướng ha. Các bạn nghĩ dính cá dảnh một cái thôi thôi luôn, cảm giác đã lắm mấy bạn. Mình không có uống nè, mình để nó cong nè, mấy bạn thấy không, cong vòng nè. Đúng ra là người ta uống cho thẳng lại, mình không biết uống nên thôi mình để đại luôn, kiếm cái phôi nào thẳng thẳng để đại luôn. Các bạn coi kìa, ở trời cắm đọt nước luôn kìa, cắm đọt nước luôn kìa. Tôm tôm mấy bạn ơi, này tôm Hugo nữa rồi các bạn ơi. Hugo dánh nữa rồi. Lớn này trời. Cái dảnh bị lớn nè mày. Cũng bằng bàn tay chứ đâu nhỏ đâu. Lặn bắt cũng không ổn. Xung rồi, lặn bắt luôn. Cần này ăn nè. Nó ăn cần cám, cần bánh mì mình ngâm nó không ăn. Vậy là cá này nó ăn cám mấy bạn ơi, nó không ăn bánh mì. Nó ăn cám. Nó đang ghĩa kìa. Cần tre là đóng sợ gãy luôn á. Mà cái dảnh đâu cần đóng nha mạnh đâu bạn. Ăn mấy bạn dở nhẹ, đóng nhẹ, kiểu đóng nhẹ lên thôi. Đóng mạnh quá sức mép chưa. Mà ta mua bằng giá bên chợ luôn mà vậy đó.
cá bự nữa các bạn ơi. Cá dảnh bự xiền luôn. Thiệt tình. Thiệt tình. Cá dảnh bự. Chỗ đó ít dính mà dính cái cá bự các bạn. Quấn lên là biết liền luôn. Cá dảnh vụt lử nữa. Ác thiệt. Chờ con nữa. Anh cha bú bình. Ống nhôm dày sập luôn. Tao. Nhôm dày sập luôn. Vậy này cái cá cha cái dẫn khách ăn rồi. Hai con cá cha liên tục rồi. Đi không kịp mà. Bơi vòng vòng lũ. Giờ này mà dính Hugo nữa rồi. Cái cha coi. Trời ơi trời. Dục nữa à. Câu lớn nhỏ quá. Dạ. Bạn cố tình câu cá dảnh mà. Dạ, dảnh không ăn. Dính là dính cá cha. Trời. Hôm nay cám trộn ngon quá ta. Nay cám trộn hơi bị ngon với cá cha nó ăn. Thiệt tình. Cha lúc cái sáng dính cái cha con nữa nè. Lại luôn. Cái cha nó bự. Buồn thiệt. Con cá cha nó cũng chắc cũng bự chứ nhỏ các bạn. Cứng cứng cặn luôn. Vừa tính xả bên ra út. Vuột lử luôn. Nay cám trộn ngon thì dính cá cha nhiều. Thành quả của mình đấy bạn. Sáng vừa xuống rồi tự dục tôm bự ổn. Mà tôm sáng không bự bằng tôm này nè. Hai tôm nhỏ với tôm càng. Con này đủ con mình ăn nè, con này chắc cũng 100g chứ mít nữa bạn. Con này không ngon không, mềm mềm ơi. Đây, hà lộ.
cần chút của mình đấy mấy bạn ơi. Trời ơi con cá dảnh nè. Nào nói nửa ký con này hơi hố rồi. Này chắc không được nửa ký đâu. Nửa ký các bạn ơi, nửa ký dảnh nè, thấy không, 400g nè. Ồ ôi cái dảnh, cái dảnh nửa ký. Ồ hết hồn con dảnh à, còn mấy con kia nè, coi nè gì không nữa bạn. Con nào nhỏ rồi nè. Trời ơi cái dảnh quá trời ngon. Bữa nay vụ cũng nhiều bạn. Còn cái cha thì mình quăng lại dèo bè rồi. 4 6 8 10 con cái dảnh vừa đủ ha. Quay mình kết thúc vô tới đây nha bạn. Hẹn bạn một clip khác nha. iPhone 7 lút nha bạn. Con cá nó bự cũng gấp đôi nó nội rồi. Bữa nay mình câu được có 10 con cá dảnh nè. Có 10 con, đúng 10 con cá dảnh. Coi nè. Ôi trời. 10 con cá dảnh mà 2.3 kg. Là hiểu cá dảnh nái coi nào đó. Trung bình một con là 230g. Dữ dằn thì chứ. Hả? Có 10 con cá dảnh là 2.3 kg nữa bạn. Rồi có cái giò tôi nè. Khủng khiếp.